Đây là một con chuột giá rẻ có cấu hình cao nhất hiện tại, Rabo VT9E. Sở hữu bộ vỏ trong suốt, nặng chỉ 59g. Sử dụng Wix Omron, có độ bền tới 60 triệu lần nhấn. Sử dụng mắt đọc 3398, một phiên bản nâng cấp của 3395. Tính năng đặc biệt nhất của bản VT9E này là với kết nối wireless, bowling ray có thể lên đến 4000 và tốc độ phản hồi là 0.25 mili giây. Và khi sử dụng kết nối có dây có thể lên đến 8000Hz và 0.125 mili giây. Một con số khủng khiếp nếu so với tất cả các loại chuột đang có trên thị trường, kể cả giá rẻ hoặc là high-end. Trong hộp chúng ta còn được tặng một feed chuột và grip dongle 4K được tích hợp sẵn. Trên dongle còn có một đèn LED báo tình trạng pin, rất tiện lợi. Chúng ta không cần phải vào phần mềm để xem nữa. Sau đây là âm thanh. Thông số chi tiết mình để trên màn hình. Phom chuột rất nhỏ, không phù hợp cho những người có cổ tay từ trung bình trở lên. Rất dễ bấm nhầm. Cảm giác ban đầu là rất tốt, nút bấm rất tốt. Đây là một con chuột đáng mua. Xin chào và đây là GSC.